비추고 bánh chưng. Bánh chưng là món ăn đầu bảng trong danh sách thực phẩm ngày Tết mà nhà nào cũng phải sắm. Tuy nhiên, bánh chưng cũng khiến người dùng lo lắng bởi rất dễ nhiễm độc hóa chất do người làm sử dụng pin để luộc bánh. Có ý kiến cho rằng, khi luộc bánh với pin, bánh nhanh chín, nếp bên trong sẽ mềm và dẻo hơn. Nhưng theo các chuyên gia sức khỏe, trong pin có nhiều hóa chất nguy hại đến người sử dụng như thủy ngân, thạch tín, chì. Đây đều là những chất cực độc gây nguy hiểm cho não, tim mạch, thận và ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh sản. Nếu nhiễm độ chì ở mức độ nặng, có thể dẫn tới tình trạng tăng huyết áp, vô sinh, sảy thai, lâu ngày dẫn đến ung thư, tử vong. Hạt dẻ cười. Có nguồn gốc từ Trung Á và còn được gọi là quả hồ trăng, quả hạnh phúc, hạt dẻ cười đang trở thành một trong những mặt hàng thực phẩm cao cấp được yêu thích trong dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, ít ai biết rằng có thể hạt dẻ cười vỏ trắng, hạt xanh trên thị trường hàm chứa hóa chất tẩy trắng nồng độ rất cao. Bản chất hạt dẻ cười ngon là loại hạt có vỏ ngoài vàng vàng, nâu nâu, bên trong màu sẫm hơn. Trong bề ngoài không đẹp, song thực chất đó mới là loại hạt dẻ cười ngon và ít thuốc bảo quản. Còn những loại hạt dẻ cười có màu trắng sáng, nhân xanh bắt mắt thì hầu như đều có thuốc tẩy trắng với nồng độ cao. Theo một số chuyên gia, để tẩy trắng vỏ hạt dẻ cười, có nhiều phương pháp được sử dụng như dùng natri sulfit hoặc chlorine. Trong đó, chlorine là một hóa chất sát khuẩn cực mạnh có trong thuốc trừ sâu, chất độc da cam. Nếu dùng chất này quá đà thì dư lượng còn lại trên hạt thành phẩm sẽ lớn, dễ xâm nhập cơ thể. Ăn loại hạt dẻ kiểu này thường xuyên, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề về rối loạn tiêu hóa, gan, dạ dày. Do đó, khi lựa chọn mua hạt dẻ cười, bạn hãy tránh chọn những loại hạt dẻ cười quá trắng, nhân quá xanh, bởi điều đó chứng tỏ chúng được xử lý với hóa chất ở nồng độ cao. Những hạt nào có vỏ màu ngả vàng, ít trắng hơn thì nồng độ hóa chất cũng ít và an toàn hơn. Giò chả. Giò chả làm theo cách truyền thống thường bị bở, không đẹp mắt và không có độ dai dai. Do đó, nhiều người làm không có tâm đã sử dụng hàn the và một số loại hóa chất để giò chả trông ngon hơn và khi ăn có độ dai nhất định. Tuy nhiên, hàn the lại là chất nguy hiểm cho cơ thể con người, không tác dụng trực tiếp như thủy ngân hay thạch tín, nhưng nếu xâm nhập vào người với liều lượng cao, có thể gây ra ngộ độc cấp. Nếu chúng tích tụ lâu dài, sẽ gây ra ngộ độc gan hoặc thận. Măng. Ngày Tết ở miền Bắc không thể thiếu bát canh măng. Măng có hai loại là măng tươi và măng khô, nhưng tin buồn với tín đồ của món ăn này là dù măng loại nào thì cũng chứa hóa chất nguy hại cho cơ thể. Đối với măng tươi, độc tố cyanide tự nhiên có trong măng dưới tác động của enzyme tiêu hóa sẽ biến thành chất gây hại cho cơ thể như khó thở, mất tri giác, liệt cơ, co giật, ngừng thở, nặng hơn là tử vong. Còn với măng khô thì khả năng ngộ độc còn cao hơn. Do để chống ẩm mốc, tạo màu vàng đẹp mắt nên chúng thường được ngâm hóa chất như lưu huỳnh, rất hại cho sức khỏe và không được phép dùng cho đồ ăn. Triệu chứng ngộ độc cấp chỉ là ngạt mũi, chảy nước mắt, đau đầu nhưng nặng hơn có thể nhiễm độc máu, ngấm thời gian dài có thể gây ra nguy cơ ung thư. Thịt bò khô. Thịt bò khô được nhiều người yêu thích nhưng lại là loại thực phẩm độc hại. Thịt bò khô công nghiệp có chứa các hóa chất có hại như monosodium glutamate, sodium nitrite, polysorbate 80, high fructose corn syrup và một loạt các hương liệu từ không rõ nguồn gốc. Hạt dưa. Thời gian gần đây, nhiều cơ sở dùng phẩm màu công nghiệp để nhuộm màu hạt dưa thay vì dùng màu thực phẩm như trước đây. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những loại hóa chất có trong màu công nghiệp có thể gây ngộ độc hoặc ung thư nếu dùng lâu dài nên bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Giá thành thấp giúp màu sắc tươi tắn, sặc sỡ, bền màu là nguyên nhân khiến các cơ sở sản xuất ướp thực phẩm với hóa chất Rhodamine B. Hóa chất này khi pha loãng, trộn có thể ngấm qua vỏ hạt dưa vào bên trong. Người sử dụng chỉ cần cắn hạt dưa, tiếp xúc vỏ dưa dính hóa chất này cũng đã rất nguy hiểm, có thể gây ung thư nếu dùng với số lượng lớn. Mứt.
Các loại mứt Tết đều có màu sắc bắt mắt, nhưng bạn cũng cần phải cẩn thận trong khi mua và sử dụng, bởi không ít cơ sở sử dụng thuốc nhuộm công nghiệp chứa nhiều hóa chất không được dùng trong thực phẩm để tạo màu cho các loại mứt này. Hiện nay, với nhiều loại mứt đơn giản như mứt dừa, nhiều gia đình đều tự làm ở nhà với màu nhuộm tự nhiên. Bóng bì. Bóng bì cũng là một trong những thực phẩm được dùng trong ngày Tết của người Việt. Thông thường, bì lợn sống được lọc sạch mỡ, luộc chín tới rồi cạo rửa, sau đó phơi nắng cho khô cứng. Cuối cùng, bì lợn được đưa vào lò nướng nhiệt độ cao để nổ thành bóng. Thời gian vừa qua, đã không ít lần các cơ quan chức năng bắt một số cơ sở dùng da lợn ngâm hóa chất để tẩy trắng, tạo nở da lợn. Điều này cho thấy không phải sản phẩm bóng bì nào cũng đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện nay, để làm sạch bì lợn, nhiều cơ sở sản xuất sử dụng oxy già, nước saven và các chất phụ gia công nghiệp như kali sulfit, hydro sulfit có tính tẩy mạnh để làm sạch bì lợn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thường xuyên ăn bóng bì lợn được tẩy trắng bằng hóa chất sẽ dẫn tới ngộ độc, tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, tăng nguy cơ ung thư. Để mua được bóng bì lợn ngon, bóng bì sạch thường có màu trắng hồng. Khi chế biến, bóng bì sạch sẽ có độ giòn, dai vừa phải. Bóng bì sạch thường có mùi vị thơm ngậy đặc trưng, còn bóng bì lợn ngâm hóa chất có màu trắng tinh bất thường. Bì lợn bẩn dù đã qua tẩy rửa, nhưng khi chế biến vẫn có thể phát hiện mùi khác lạ của hóa chất, mùi hôi, ôi thiêu. Đậu nành với lá hành. Đậu nành chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như canxi và protein, trong khi hành lá xanh chứa rất nhiều axit oxalat. Khi hai thực phẩm này ăn cùng với nhau, axit oxalat sẽ phá hủy canxi, khiến quá trình hấp thu canxi từ sữa đậu nành vào cơ thể bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nếu bạn sử dụng chúng trong khoảng thời gian dài, sẽ dẫn đến tình trạng tích tụ cặn bã, không hòa tan trong dạ dày. Bánh mì hamburger và bia. Cả hai thực phẩm này khi ăn vào đều được xử lý bởi gan. Nhưng cơ thể của bạn sẽ ưu tiên xử lý rượu đầu tiên vì nó nhận ra rượu như một chất độc. Điều này sẽ khiến cho chất béo từ bánh mì hamburger trôi trong dòng máu của bạn, nơi mà nó có thể được lưu trữ trong các mô mỡ. Bạn cũng sẽ bị nặng bụng sau đó bởi vì chất béo làm cho thức ăn tiêu hóa chậm hơn. Sữa đậu nành với trứng. Trứng là một trong những nguồn cung cấp protein rất tốt. Không giống như các loại sữa thông thường, sữa đậu nành có thể làm giảm hoạt tính enzyme protease được cơ thể của chúng ta sử dụng để giúp tái tạo quá trình trao đổi chất. Cho nên chúng ta sẽ không nhận được lượng protein tốt nhất từ trứng nếu ăn cùng với sữa đậu nành. Dưa hấu và thịt. Thịt được coi là thực phẩm nóng, trong khi đó dưa hấu là thực phẩm hàn. Khi chúng ăn cùng nhau, hiệu quả dinh dưỡng từ thịt sẽ giảm đáng kể. Nó sẽ gây khó chịu cho dạ dày và lá lách của bạn, đặc biệt nguy hiểm cho người bị bệnh hen suyễn. Tôm và vitamin C. Tôm chủ yếu chứa arsenic pentosic, và nếu nó kết hợp với những thực phẩm giàu vitamin C sẽ gây ra phản ứng hóa học bên trong dạ dày, biến thành arsenic trioxide, rất nguy hiểm cho cơ thể. Thậm chí nếu kết hợp hai loại thực phẩm này ở lượng nhiều, có thể gây ra tử vong. Hải sản với trái cây. Không nên ăn trái cây như quả hồng và nho cùng với hải sản, bởi vì nó sẽ gây ra đầy hơi, buồn nôn, tiêu chảy và đau bụng. Ngoài ra, những loại trái cây này khi kết hợp với hải sản tạo thành một hợp chất không hòa tan trong cơ thể. Tốt nhất, bạn nên ăn trái cây cách 4 giờ sau khi ăn hải sản để tránh những tác động xấu. Sữa với rau. Các hợp chất hóa học trong rau có thể gây hại cho sự chuyển hóa canxi từ sữa trong cơ thể. Vì vậy, bạn nên tiêu thụ hai thực phẩm này cách xa nhau một khoảng thời gian. Sữa với sô-cô-la. Các nhà dinh dưỡng khuyên không nên uống sữa và ăn sô-cô-la cùng nhau, mặc dù hương vị của nó rất ngon. Sữa giàu canxi và protein, trong khi sô-cô-la giàu axit oxalat.
Nếu chúng được tiêu thụ cùng nhau, canxi từ sữa và oxalat từ sô-cô-la có thể tạo thành oxalat canxi, không chỉ không tan mà còn dẫn đến tiêu chảy. Sữa và trái cây. Các loại trái cây như táo, thanh long, dâu, dừa và dưa không nên kết hợp cùng với sữa. Vì trái cây chứa nhiều hợp chất axit có thể liên kết lượng protein cao trong sữa, khiến cho dạ dày khó tiêu hóa. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.